liên tục chương trình là một số hình ảnh về khóa tĩnh tâm canh tân đặc dụng về đây con ơi. Chỉ còn một thời gian ngắn nữa đến ngày khai mạc khóa tĩnh tâm canh tân đặc sủng, chúng con rất cần đến quý cha, quý sơ, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà, anh chị em tiếp tục cầu nguyện và giúp đỡ như thánh nhạc, sắp xếp bàn thờ, áo lễ, giúp lễ, giữ trật tự, đón tiếp, dọn dẹp vân vân. Con là Đa Minh Bùi Văn Bằng xin được thay mặt quý ông bà, anh chị em tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Trước tiên, chúng con gửi lời cảm ơn đến quý cha, quý anh chị em ở khắp nơi đã thương, trao ban cho chúng con một cái trách nhiệm tổ chức 3 ngày tính tâm sắp tới vào ngày 11, 12, 13 tháng 10 năm 2013 tại giáo xứ Saint Anne Catholic Church thuộc thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina. Chúng con rất là yếu kém trong mọi khả năng nhưng chúng con tin tưởng rằng quý cha, quý anh chị em ở khắp nơi luôn luôn đồng hành và hỗ trợ chúng con trong mọi lúc, nhất là trong lời cầu nguyện. Đặc biệt, chúng con cũng chân thành cảm ơn đến cha Du Xe Đinh Xuân Long, giáo sứ Saint Joseph of the Hill Church thuộc giáo phận Sạc Lốt. Chúng con rất biết ơn cha, cha đã nâng đỡ khuyến khích cho chúng con có được những ngày sắp tới. Chúng con cũng cảm ơn đến cha Chi, cha Nguyễn Hoài Trương đã giúp chúng con sắp xếp Chương trình nội dung cho ba ngày tính tâm Nhân cơ hội đây chúng con cũng xin được giới thiệu đến quý cha, quý anh chị em Đây là một số đại diện của những anh chị em tại Charlotte Sẽ phụ trách trong những ngày tính tâm sắp tới Chúng con sẽ trang trí trong cái ngày hội trường Như bàn thờ, tượng lòng chúa tương xót, tượng thánh du xe, bục giảng, kính lòng đức mẹ kính mời quý ông bà và anh chị em ở khắp nơi cùng đến với anh chị em tại sạc Lốt của chúng con để tìm hiểu thánh giá của Chúa Kitô như thế nào trong cái cuộc đời anh em chị em của chúng con tại sạc Lốt chân thành biết ơn đến quý cha quý anh chị em và điều cuối cùng và ước mong cầu nguyện cho chúng con một điều được một lòng khiêm nhu khiêm nhường và được hết tất cả mọi người sẵn sàng giúp đỡ chúng con nhất là trong những ngày sắp tới. Xin quý ông bà và anh chị em đến với chúng con với tất cả tâm tình và cùng cộng tác với chúng con trong cái khả năng của mình để tổ chức 3 ngày tĩnh tâm sắp tới được thành công. Mọi liên lạc xin gọi anh bằng 7042875301, anh Phúc 7045021155, anh Joseph 9406003435. Phóng sự vừa rồi kết thúc. Chương trình phát hình hôm nay của chúng tôi thì nhà thân mến chúc quý vị một cuối tuần an vui và hẹn tái ngộ cùng quý khán thính giả trong buổi phát hình trưa mai.